Sáng nay ngày 24 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn quý 3 năm 2024. Chương trình hóa đơn may mắn quý 3 năm 2024 được triển khai dựa trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người bán là các doanh nghiệp tổ chức thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Cục Thuế và Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh quản lý. Người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có thông tin định danh như mã số thuế, căn cước công dân, hộ chiếu và được lập từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2004. Tại chương trình, ban tổ chức đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên từ gần 270.000 hóa đơn đủ điều kiện quay thưởng. Kết quả, có 44 hóa đơn may mắn của các cá nhân hộ kinh doanh trúng thưởng, trong đó có một giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về khách hàng Lê Doãn Hoàng, mua hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Thắng. 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được triển khai nhằm khuyến khích người mua hàng có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Kết quả cụ thể của chương trình được cục thuế tỉnh Thanh Hóa công bố công khai chi tiết trên cổng thông tin điện tử của cục thuế Thanh Hóa và trên các phương tiện thông tin đại chúng.